Em Việt. Hả? Có khách anh ơi. Có khách à? Cái bạn mà hôm qua bọn mình hẹn đúng không? Dạ vâng. À, ok. Và ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Việt Vlog đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì chúng mình đang có một buổi hẹn rất đặc biệt với một nhân vật mà bạn này là bạn là một bạn khán giả của mình. Và ngày hôm nay thì mình đã có một cái lịch hẹn đối với bạn ý. Và chúng mình ngày hôm nay cũng sẽ có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt. Có một em pet vô cùng đặc biệt sẽ xuất hiện trong video này. Và cùng để xem em pet đấy là gì thì chúng ta hãy gặp chủ nhân của em pet này. Và xem bạn ý đến thăm mình ngày hôm nay sẽ có gì diễn ra nhá. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bạn ý đến rồi ạ. Hello, xin chào. Xin chào các bạn và giới thiệu các bạn. Đây là bạn Phát. Em tên đầy đủ là gì nhỉ? Võ Hồng Phát. Võ Hồng Phát à? Bạn Phát là một khán giả của mình và đã theo dõi kênh mình rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay thì bạn Phát đã mang đến đây một em pet cực kỳ đặc biệt và cực kỳ thú vị. Các bạn nhìn thấy gì không? Nhìn đây. Đã mời các bạn nhìn thấy con này ở ngoài đời chưa bạn? Đây chính là một chú thằn lằn. Đây là một em thằn lằn da báo. Nhìn nào, nhìn nó cute vách cả chuối luôn anh em. Ok. Và em pet này là em pet mà bạn Phát đã nuôi ở nhà. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong phòng và cùng nói chuyện với bạn Phát nha mọi người. Rồi ok. Trước khi mà chúng ta giới thiệu về em pet này cũng như là chúng ta sẽ nghiên cứu em pet ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện với Phát một xíu nhá. Thì em xem kênh anh bao lâu rồi? Từ 2019 nào. 2019 là cách đây khoảng đôi là gần 5 năm các bạn, gần 5 năm đúng không? Ủa đợt đấy là em xem anh làm video gì á? Em xem em từ cái video mà anh chơi Minecraft trước. À Minecraft sinh tồn hả? Yeah. Ủa thế thì phải từ khoảng đâu đấy 2018 á. Phải từ 2018 lận bởi vì cái series ấy mình làm 2017 2018 lận các bạn. Ủa sau đấy là anh làm mini world, anh có coi không? Có. Có luôn hả? Ủa yeah. Mà bạn Phát rất là lớn luôn nhá. Em là năm nay là học năm mấy? Sinh viên năm nhất là sinh năm bao nhiêu ta? 2005. 2005. À sinh viên năm nhất 2005. Em học trường gì ạ? Đại học Giao thông Vận tải. Đại học Giao thông Vận tải. Ủa nhưng mà cho anh hỏi anh tò mò xíu là tại sao em lại có thú nuôi là với cái mấy cái em bé kỳ nhông vậy? À không phải kỳ nhông, thằn lằn. Này cái này là do là em bận cho nên là em tìm cái nào mà nó nuôi mà nó bớt nó rảnh thời gian á. À nuôi cái nào mà cảm thấy tiện lợi nhất và rảnh thời gian đúng không? Nhưng mà anh phải nói thật là với những bạn nào mà có thú vui với nuôi những cái loài gọi là đây gọi bò sát không? Thì nó phải là có một cái gu. Bởi vì có những người là họ chỉ thích nuôi mèo này, hoặc nuôi chó này, hoặc là những cái người lớn họ sẽ nuôi chim cảnh, nuôi cá. Thì những con đấy nó quá cơ bản rồi, phải không em? Và cái người mà muốn nuôi những con như là rùa nè, bò sát này, hoặc thậm chí là có những người nuôi cả rết, cả rắn nữa đúng không? Thì thực sự là cái gu của họ phải là một trong những gu khá là độc đáo và cá tính luôn ấy. Và mình nghĩ là bạn Phát cũng như thế. Ồ nhưng mà ngoài cái con kỳ nhông này ra thì ở nhà em còn nuôi con gì không? Em còn nuôi ba con cái trắng này nữa. Ba con như thế này nữa? Một con nhỏ hơn, hai con bự. Và anh có nghe nói là với những cái con mà thằn lằn này em nuôi á thì em còn có khả năng là làm cho chúng nó sinh sản nữa không, đẻ nữa đúng không? Dạ. Yeah. Em hiện tại là em nuôi đẻ được mấy con nữa? Mới được có hai con anh, tại một lần đẻ ra hai trứng. À một lần đẻ nó sẽ đẻ ra hai trứng. Yeah. Ồ và bạn Phát có nói với mình rằng là những cái chú thằn lằn này các bạn, và khi mà bạn Phát nuôi á thì nó sẽ thường xuyên là ăn một món ăn. Hôm nay bạn Phát cũng có chuẩn bị cho mọi người này. Đây các bạn nhìn nào, đây chính là những chú dế, các bạn có nhìn thấy không? Nguyên một cái bịch dế rất là nhiều dế, dế này gọi là dế cơm à? Nó là dế cho chim ăn được bình thường hơn. À ok. Và những cái con dế này thì nó là món ăn khoái khẩu của những chú thằn lằn này. Những cái con thằn lằn này nó có bị bệnh không? Ít bệnh đó. Nó rất là ít bệnh à? Và khi mà mình nuôi nó ở nhà thì em sẽ nuôi nó ở trong cái chuồng hay trong cái hộp? Trong một cái tủ giấy A4 anh. À trong một cái tủ giấy A4. Và hình như ngày hôm nay bạn Phát còn mang theo một cái chuồng rất là to nữa để cùng xem cho các bạn xem là một cái chuồng nuôi một em thằn lằn là bình thường nó sẽ như nào nhá. Rồi ok. Đây chính là cái chuồng mà để nuôi em thằn lằn này các bạn nhìn nè, cameraman quay cho bạn xem. Trong này thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện như là đây là cái khay để đựng thức ăn và nước. Còn đây là cái như kiểu là một cái hang các bạn, một cái hang để cho con thằn lằn nó chui trong này đấy bạn. Và cái hộp này nó là cái hộp mà thường là những người nuôi thằn lằn họ sẽ sử dụng để họ nuôi nó đúng không? Và họ sẽ nuôi theo kiểu là số lượng lớn đúng không? Bởi vì anh đang tưởng tượng là sẽ có những cái người mà họ có hàng phải hàng chục cái thùng này mất. Ờ ok. Và khi mà chúng ta thả cái em thằn lằn này vô bạn, khi mà thả thằn này vô, ui nãy giờ nó lăn lộn như tôi cũng không các bạn. Đây, vô đây con. Có chui vào trong này không? Ờ, có chui vô. Đâu bắt được em. Chui vô luôn này các bạn. Chui vô trong này luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chơi một cái trò nha các bạn, nhìn này. Ở trong này nó có rất là nhiều dế luôn, và hôm nay bạn Phát cũng rất là cẩn thận khi mà mang cho mình mấy cái chú dế này để có thể gọi là cho em thằn lằn này ăn. Đó, nhìn thấy không? Ui, quá trời đất dế luôn. Và bây giờ mình sẽ lấy một con nha các bạn. Ồ, thế thì nó sẽ nhảy được các bạn. Cẩn thận là nếu như chúng ta không cẩn thận là con dế này nó sẽ nhảy và chúng ta sẽ phải đi bắt dế các bạn, là mệt lắm. Đây, mình sẽ thử lấy con dế ra nhá. Phải kẹp nó hả? Hay là có lấy tay bốc được không? Nó táp chúng tay anh. Ồ, nó cắn hả? Đây là mỗi lần cho ăn nó không ạ? À ok. Thế thì mình sẽ gắp lấy một con dế đúng không? Gắp lấy một con dế như này từ. À con này nó chạy các bạn, con này rất khôn, ok. Sao nó nhảy dữ vậy trời? À quên mất nó là dế mà các bạn, sao nó chạy nhảy. Ok. Mình đã bắt được một con dế rồi. Ok, phát buộc cái này lại cho anh này. Con dế nó có cắn không? Không anh. Con dế nó không cắn này bạn. Đây là con dế đây các bạn. Con dế này thì nhìn trông nó rất là bé nha bạn, và nó khá là còn. Ui. Ok, bắt được rồi. Đây con dế đây nha bạn. Đó.
một con dế bé tí xíu, nó sẽ là thức ăn chính cho con thằn lằn của mình ngày hôm nay đó. Con thằn lằn này Phát đã gọi là chuẩn bị tặng cho mình con này, nhưng mà mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình sẽ quay nó trước, và nếu như mà mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ nuôi nó nha. Cảm ơn Phát đã mang đến ngày hôm nay. Từ từ, bây giờ mình sẽ cho chú thằn lằn này từ từ vào trong hang đi con. Vô chậm, đúng rồi, chú vô, xuống đây. Ok. Rồi, nó đã ra ngoài đấy các bạn. Đây là cuộc đại chiến giữa thằn lằn và dế nha các bạn. Để xem con dế này nó chạy đâu nha. Đây đây, từ từ. Rồi xong, chui vô trong chết rồi. Ôi nó thấy không nè? Nó thấy không nè? Một mổ luôn. Các bạn nhìn này. Nuốt rồi. Nuốt tiêu con dế các bạn. Nuốt tiêu mất con dế rồi các bạn. Ê, có khi con dế nó vẫn sống ở trong bụng thằn lằn không? Nó gặm kiểu nãy là chết rồi. Nó gặm phát là chết luôn hả? Mình tin là có nhiều bạn đang xem video clip của mình là không dám cầm con thằn lằn trên tay đâu bạn. Mình nói thật các bạn, mình đâu có dám đâu các bạn. Mình mới cầm nó lên mình hơi run. Cái đuôi con thằn lằn này nó có đứt không Phát? Có anh, nhưng mà nó sẽ mọc lại. Nhưng mà trong trường hợp nào thì con thằn lằn này nó mới đứt đuôi? Nó tự bể anh. Đấy là nó sợ mình cầm đuôi vậy nè, nó sợ sẽ nó tự cắt đuôi. Tự cắt luôn là bất cứ lúc nào luôn. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà mình cầm mạnh quá thì nó mới phải đứt đuôi, tự nhả đuôi chứ. Dạ, cầm như vậy thì nó sẽ không đứt. Các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về việc thằn lằn tự thả đuôi để bảo vệ lấy mình chưa bạn? Và con thằn lằn này nó cũng có cái cơ chế đấy nha bạn, nên là không nên cầm vào đuôi, bởi vì cái đuôi này được coi là một trong những phần đẹp nhất của nó, đúng không? Và nếu như nó mọc lại cái đuôi thì nó có được đẹp nhèo không anh? Nó sẽ khác hơn, mọc một cái đuôi khác luôn hả? Cái đuôi nó trông như nào? Cái màu này không giống cái màu này nữa. À, cái màu nó giống kiểu là một vết thương mới lành thôi đúng không? Dạ. À, nhưng mà để lâu thì nó có lại một cái đuôi như này không? Nó cắt xong một khoảng thời gian sau nó sẽ mọc lại, mặc dù nó không đẹp thôi. À, nó cũng giảm xuống luôn. Giá trị nó cũng sẽ giảm xuống luôn. Ví dụ một chú thằn lằn này nếu mà để mua ngoài thị trường là giá trị của nó khoảng bao nhiêu tiền? Nếu bình thường con này thì bây giờ size này chắc khoảng 300.000. 300.000 một con. Ồ, nếu mà nuôi nó lớn lên mình nghe Phát nói là nếu có thể lên tiền triệu luôn á, bởi vì nó sẽ thường to đến mức như nào, nó to đến hết bàn tay không? Hết bàn tay anh. Ồ, đây là một chú thằn lằn tầm trung à. Ồ, nó dài đến tận như này à. Đã quá ta. Ok bạn ơi, và bây giờ thì mình với cả bạn Phát vừa cho bạn xem xong gọi là cái màn chú thằn lằn này săn dế rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi nữa nha bạn, và cùng để xem các thành viên trong Hero Team coi con thằn lằn này thì phản ứng mọi người sẽ như thế nào nha. Mình đặc biệt là rất là tò mò xem là chị mèo Simang khi mà tiếp cận con thằn lằn này thì Simi sẽ như thế nào ạ. Simi sẽ kiểu ok bạn, bây giờ mình sẽ đi cho các thành viên khác xem cái con thằn lằn này nhá. Ok, let's go. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho người đầu tiên thử nhá bạn. Ủa? Đây là một em pet siêu xinh. Nó có tên là thằn lằn da báo. Simi chạy quá. Simi chạy. Áo cái này em không có sợ. Hello buddy. Là không sợ chứ chứ. Ủa, sao nó chạy nó? Ôi. Em chạm vào người nó sẽ chạy. Ê, nó có thể bò lên tay được, nó không cắn đâu. Em muốn thử cầm trên tay không? Muốn chứ, nhưng mà sợ bé nó chạy quá à. Không, em đây, cho nó bò lên tay được. Ủa, con này pet mới quá đã. Ơi, Simi không sợ con này các bạn. Không, em không sợ gián à. Anh mà bưng con gián này cũng sợ. Nó ăn con gián. Được. Nó ăn con gián, nó ăn được con dế luôn. Được. Em thấy nó bé tăng động quá. Anh định đặt cho bé tên gì vậy? À, anh định đặt cho bé tên là mèo Simi. Thôi cũng được. Chúng ta có hai mèo Simi đấy, không biết ai là thật. Ở trong tim mình không biết ai sợ con này ta. Em nghĩ là có thể là Phong. Vì Phong rất là sợ gọi là đấy, con thật sống anh. Ok, ok bro. Ok, cảm ơn mèo Simi. Ê, mình tính ra kết quả nó không như mình nghĩ bạn. Mình nghĩ là mèo Simi. Bây giờ phải có cái cảnh sợ video để có nhiều view được đúng không ạ? Đúng rồi, phải có cảnh sợ. Diễn lại các bạn. Diễn nè. Ok. Rất công nghiệp bạn. Ok bạn ơi, và bây giờ mình sẽ thử xuống xem là các anh em con trai có sợ mình con này không nha bạn. Vô đi bro. À, con này, wow, bếp mới con. Mà vậy không vậy? Không, nó không cắn đâu, em có thể cầm nó trên tay được. Nó không, nó không cắn đâu, em cầm bằng tay, cầm tay thoải mái. Thôi, cung lắm. Không, đây, nó có cắn đâu. Nhưng mà cung lắm, cung mà. Xin một dám cầm á. Thôi, em cung lắm. Dù lắm rồi, đây. Wow, chào bạn nha. Cận cảnh Kairon và con thằn lằn. Chào bạn nha. Hello bro. À, nó tên gì vậy anh? Nó tên mèo Simi. Ồ, nó tên là mèo Simi hả? Ồ, vậy là thằn lằn Simi. Wow. Cho bò lên mặt cái. Thôi. Nó nhảy lên mặt em đó, trời gung lắm. Ê, con thằn này nếu mà mình cầm mạnh vào đuôi là nó sẽ đứt đuôi đấy. Ồ vậy hả? À. Con này là làm được mấy món anh? Cái team này lúc nào cũng nghĩ chuyện làm món bạn. Cái con là có vẻ là nhát hơn Simi các bạn. Ok, cùng để xem Phong cận. Thế bảo Phong cận cùng sợ con này quá, nhất. Cùng quá. Ok.
Get go, get go. Phong ơi! Phong ơi! Anh Vịt ơi! Đang làm gì ạ? Anh chơi game à? Ok. Hello bro. What? Đang chơi game hả? Đúng rồi. Phong Cận đang chơi game hả? Đúng rồi. Hả? Con này á, con hôm qua anh để bạn fan gọi là để lại, bạn fan phải nhờ em đem về cho anh đó, anh biết không? Ủa? À? Sao Simi bảo là Phong Cận sẽ là người sợ con này nữa? Gì em mà sợ nãy gì rồi, anh không biết á, em thì cái anh chứ trên đời này á, ngoài con cóc ra em không sợ bất cứ con gì hết, hiểu không? Nè, em ăn luôn à. Em có thể cầm con này được. Được đây này. Nhưng mà nó có cắn không ta? Nó không cắn. Phong Cận cầm con này được nha, bạn Caron không dám cầm. Tự nhiên táp em cái. Không táp rồi, ăn rồi. Phong tám cái lưỡi em cái. Phong đòi liếm. Sim không sợ con này nhưng mà Kai có vẻ sợ nhất đấy các bạn. Chúng ta đã có reaction. Ơi, anh có biết cái clip mà con này bu chính kính xong lắc cái người không? Lắc lư người không? Em làm anh nhớ đến cái con bu ở cửa. Đúng rồi. Con ở cửa là nó bu. Cái hình của nó anh muốn em gửi cho anh tin anh ghép clip. Không, cái con bu ở cửa là em còn nhớ cái con thằn. Có em nhớ con đó, mình có lưu hình luôn, tí nữa mình gửi cho dịch. Cái con đấy nó không phải con thằn lằn các bạn, nó là con kỳ nhông. Nó bự, nó đúng bự. Cái gì? Đang chơi game. À, Phong Cận đang chơi Liên Minh Huyền Thoại kìa các bạn. Ok. Phòng Phong Cận có một cái background Minecraft nhìn đúng bự luôn các bạn. Đẹp vãi chuối, đây là cái TV nha các bạn. Phong còn cắm hoa lên nữa trời. Tâm hồn thi sĩ quá mọi người ơi. Mẹ ơi, có cái này cho em nào. Con pet mới của anh mà. Ừ. Sao em chạy dữ gì? Nè, qua đây ngó luôn nè. Mẹ ơi. À, em chuẩn bị à? Em chuẩn bị một tâm hồn đẹp hả? Trời ơi, không phải tâm hồn đẹp mà từ nghe anh phải giữ nguyên đó. Ok, anh giữ nguyên đó. Anh giữ đó rồi. Thì em tính giả tả nó. Hi. Đây là con thằn lằn da báo. Sao đâu nghe vậy? Em còn muốn cầm nó. Cầm được mà nó có cắn đâu. Nó không cắn. Nó không biết cắn đâu. Đã tìm ra nhà vô địch thằn lằn của ngày hôm nay là Mê Mê TV. Thanh niên Mê Mê thì sợ thằn lằn mà sợ muốn chết luôn các bạn. Mà không biết là tính ra là hội anh em, hội chị em của mỗi Mê Mê với anh thì thôi. Bun ơi, Bun ơi, cho Bun xem đây này Bun ơi. Mình sẽ thử cho người cuối cùng nha bạn, người cạnh phòng mình. Hello. Này là con bét. Bét hơi nhóm nhóm của em lấy tôi là. Thế hả? Nó có cắn không? Nó không cắn. Ủa không sợ này á? Không sợ. Tính ra là có mỗi Mê Mê TV là người duy nhất gọi là reaction cực kỳ mạnh với cả con thằn lằn này luôn các bạn. Ok các bạn ơi, và hiện tại thì mình cũng đã gọi là quay xong react của mọi người với cả một em thằn lằn mới rồi. Và chú thằn lằn này là có tên là chú thằn lằn da báo nha các bạn. Và các bạn muốn đặt tên nó là gì các bạn nhớ comment xuống dưới cho mình biết. Mình sẽ đặt tên cho em pet thằn lằn này tên là gì nha mọi người ơi. Ok, và có lẽ video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn Phát rất là nhiều vì đã mang chú thằn lằn đến tặng Mr. Vin nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Nếu như mà các bạn muốn xem thêm những chú thằn lằn trông đẹp hơn hoặc xem thêm những chú thằn lằn khác thì nhớ comment xuống dưới nha. Phát sẽ mang đến quay cho mọi người coi nha. Bye bye.